Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020, chương trình sẽ có những nội dung chính sau. Công bố quyết định điều động phân công cán bộ tại Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh. Đồng Hới tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Thi đua để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Chiều nay ngày 11 tháng 9, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Sự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động phân công đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2020. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định và phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Quốc Tuấn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những cống hiến đóng góp của đồng chí Trần Quốc Tuấn trong quá trình công tác thời gian qua. Đồng thời đề nghị đồng chí Trần Quốc Tuấn trên cương vị mới cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tận tâm tận lực sáng tạo, cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh và phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới. Phát biểu nhân nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời thể hiện quyết tâm sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh, đoàn kết cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hôm nay ngày 11 tháng 9, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 5 năm qua, thành phố Đồng Hới đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, các xã phường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, kịp thời biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trên cả lĩnh vực. Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, các chỉ tiêu kinh tế văn hóa xã hội thành phố đạt được những kết quả quan trọng và tăng trưởng qua hàng năm. Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, lãnh đạo thành phố Đồng Hới kêu gọi các cơ quan đơn vị địa phương, các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên và thiết thực, chủ trọng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố đã đề ra, xây dựng thành phố Đồng Hới giàu đẹp, văn minh. Tại hội nghị, thành phố Đồng Hới đã công nhận 50 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020. Trên 100 lượt tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, trong đó có nhiều danh hiệu cao quý của chính phủ, nhà nước. Hôm nay ngày 11 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức ra mắt mô hình điểm và triển khai thực hiện đề án xây dựng khu dân cư nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 tại thôn 3 Phúc Đông, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Thôn 3 Phúc Đông, xã Phúc Trạch có 454 hộ với 1.754 khẩu, trong đó 98% số hộ theo đạo Công giáo. Đến nay, thôn 3 Phúc Đông đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Việc triển khai xây dựng mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng ở địa bàn dân cư, nhằm tiến tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào có đạo, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phạm Thị Hân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của địa phương trong việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể và các tổ chức thành viên của mặt trận xã bám sát nội dung, tiêu chí, giải pháp, lộ trình đã đề ra, quyết tâm xây dựng thôn 3 Phúc Đông sớm đạt khu dân cư nông thôn mới, tiến tới đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ ngày 8 đến 10 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trên các điểm chốt của Bộ đội Biên phòng Quảng Bình. Trong 8 tháng đầu năm 2020, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã nghiêm túc duy trì 30 tổ chốt, 150 cán bộ chiến sĩ luân phiên trực kiểm soát trên tuyến biên giới Việt-Lào, góp phần giữ vững an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tại các điểm chốt biên giới xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch, xã Dân Hóa, Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, đoàn công tác chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhất là mùa mưa bão sắp tới. Các điểm chốt được làm tạm bằng vật liệu thô sơ không đảm bảo, một số chốt xa nguồn nước, đường vào chốt đi lại khó khăn. Thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, đoàn công tác đã thống nhất đề xuất Bộ Quốc phòng khảo sát làm đường vào các chốt, đường biên giới, đầu tư công nghệ thông tin cho các đồn biên phòng, đồng thời cấp phát nhà lắp ghép và đảm bảo một số vật chất thiết yếu, đảm bảo đời sống cho cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ hai đối tượng Phan Văn Mười, sinh năm 1976, trú tại Cửa Lò, Nghệ An, và Vũ Thị Vân, sinh năm 1980, trú tại Diễn Châu, Nghệ An, về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2020, Phan Văn Mười và Vũ Thị Vân đã móc nối với đối tượng có tên Roy ở Indonesia để tổ chức cho 17 người Việt Nam xuất cảnh hợp pháp sang Indonesia theo diện đi du lịch, rồi sau đó tìm cách vượt biển, xâm nhập trái phép sang Úc với chi phí mỗi người từ 15.000 đến 30.000 đô la Mỹ. Tại Jakarta, Indonesia, Mười và Vân đã thu tiền cọc mỗi người 2.000 đô la Mỹ và tổ chức mọi người di chuyển đến Makassar, Indonesia, đợi tàu biển để đón sang Úc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và không tìm được tàu lớn vượt biển, nên có 6 người trong đoàn đã từ bỏ ý định đến Úc và quyết định hồi hương. Còn lại 11 người đồng ý sang Úc bằng thuyền nhỏ. Các đối tượng đã tổ chức cho 11 người này vượt biển, nhưng do thuyền bị hỏng máy, trôi dạt vào vùng biển Đông Timor nên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ Phan Văn Mười và Vũ Thị Vân để điều tra làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân về luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Người cha chúng tôi thì thấy là cái vật liệu nổ thì rất nguy hiểm, do đó là người dân chúng tôi là nhận thức được và hiểu được các cái vũ khí, vật liệu nổ đó, cho nên mọi người dân đều chấp hành tốt để đảm đến người có chức trách vào bán con xã để giao nộp vũ khí. Ủy ban nhân xã cũng đã khen thưởng những đối tượng mà những người dân đã chủ động đưa vũ khí, vật liệu nổ hoặc pháo về giao nộp tại trụ sở Ủy ban nhân dân, thường xuyên tuyên truyền đến hệ thống truyền thông, vận động bà con nhân dân nếu có còn vũ khí, vật liệu nổ và pháo thì trực tiếp về Ủy ban nhân dân xã để giao nộp. Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo công an cả đơn vị địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp được 246 khẩu súng các loại, 389 viên đạn quân dụng, 31 quả lựu đạn, hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, gần 450 mét dây cháy chậm. Đấu tranh bắt giữ 10 vụ việc với 13 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ nhiều tang vật, trong đó đã khởi tố 2 vụ với 5 bị can về hành vi vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ. Xử lý vi phạm hành chính 7 vụ, 7 đối tượng, phạt tiền gần 70 triệu đồng. Chúng tôi tập trung vào cái công tác tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền rộng rãi với tuyên truyền cá biệt các cái đối tượng có thể tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để tổ chức vận động giao nộp. Vì vậy cho nên kết quả từ đầu năm đến nay thì kết quả cao hẳn so với cái thời gian trước. Thời gian tới để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện để thu hồi triệt để vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang còn trôi nổi ngoài xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự cho đại hội đảng các cấp, kết hợp với cái việc phòng chống các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã góp phần hạn chế được các vụ việc vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và giữ vững tình hình an ninh trật tự, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian tới, Công an Quảng Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp đồng bộ quyết liệt để tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Minh Hóa đánh giá mô hình trồng lúa nước cho đồng bào chức. Thi đua để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tránh tiếp xúc trực tiếp với người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét khi phải tiếp xúc. Không đi du lịch đến vùng có dịch, hạn chế đến nơi tập trung đông người. Nếu đến, cần đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và đúng cách. Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Giữ ẩm cơ thể, ăn thức ăn đã được nấu chín, đủ chất, nghỉ ngơi sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Người có các biểu hiện sốt, ho, khó thở phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Rửa tay thường xuyên với xà phòng dưới vòi nước chảy trong ít nhất 30 giây. Nếu không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất 60% cồn. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, súc miệng hồng bằng nước muối hoặc nước súc miệng. Tăng cường thông khí nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và các đồ vật trong nhà bằng xà phòng hoặc các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Tránh mua bán tiếp xúc với các loài động vật hoang dã. Mọi thông tin chính thức về dịch COVID-19 xin liên hệ về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Bình, số 164 Bà Triệu, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình. Hotline Báo Dịch 0969 871 313 0905 010 668 0917 420 268. Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học khóa 58 và cao đẳng khóa 59 hệ chính quy. Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2020 là khóa thứ 10 ra trường và cũng là khóa học mà nhà trường có nhiều thay đổi theo hướng đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại lễ tổng kết, để thực hiện giãn cách phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Quảng Bình đã trao bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 351 sinh viên đại học khóa 58 và cao đẳng khóa 59 hệ chính quy. Trao tặng giấy khen và phần thưởng cho 12 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của 16 ngành đào tạo. Khen thưởng các sinh viên có thành tích xuất sắc trong các phong trào văn hóa văn nghệ trong toàn khóa học. Bước vào mùa mưa lũ năm nay, Điện lực Tuyên Hóa đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, phương án ứng phó, chủ động giải quyết kịp thời, xử lý các sự cố, đảm bảo cấp điện an toàn ổn định cho nhân dân. Điện lực Tuyên Hóa hiện quản lý 211 km đường dây trung thể, 307 km đường dây hạ thể, 2 trạm biến áp trung gian, 193 trạm biến áp phân phối và cấp điện cho trên 22.700 khách hàng. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Tuyên Hóa đã tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo cung cấp nguồn điện phục vụ nhu cầu của người dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, công ty còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn theo quy định. Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, từ nay cho đến hết năm 2020 sẽ có nhiều đợt mưa lũ lớn, số lượng cơn bão nhiều hơn với cương suất có khả năng cao hơn. Để chủ động phòng chống lụt bão, bảo vệ đập và vùng hạ du, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đôn đốc chủ đập, đơn vị được giao trực tiếp vận hành hồ đập triển khai thực hiện phương án ứng phó với thiên tai, tình huống khẩn cấp cho công trình vùng hạ du hồ đập trước mùa lũ năm 2020. Bên cạnh đó, công ty cần vận hành hồ chứa tuân thủ quy trình điều tiết nước đã được phê duyệt. Đặc biệt, sau đợt tưới cuối cùng của vụ hè thu, mức nước hồ chứa phải đạt đến mức nước chết. Từ nay đến cuối tháng 10 phải vận hành điều tiết hồ theo đường giới hạn chế cấp nước thấp nhất để phòng những diễn biến xấu của thời tiết. Từ cuối tháng 10 theo dõi diễn biến thời tiết để vận hành hồ chứa đủ nước tưới năm 2021 và đảm bảo an toàn hồ đập. Hôm qua ngày 10 tháng 9, huyện Minh Hóa đã tổ chức đánh giá hiệu quả dự án xây dựng mô hình thí điểm trồng lúa nước cho đồng bào Chứt tại bản Dô, Tà Vương, xã Trọng Hóa. Đây là vụ sản xuất lúa nước đầu tiên ở xã Trọng Hóa được triển khai gieo cấy thí điểm từ tháng 6 năm 2020 với diện tích gần 700 m2. Qua kết quả triển khai mô hình, bước đầu cho thấy dòng lúa TH6 sản xuất theo hướng hữu cơ, sử dụng 100% phân bón vi sinh, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đồng đều, thời gian sinh trưởng là 95 ngày, khả năng đề nhành khỏe, mức độ nhiễm các đối tượng dịch hay thấp. Theo đánh giá, năng suất ước đạt 62,5 tạ một hecta. Sau khi tham quan và đánh giá mô hình, các phòng chức năng đã ghi nhận và đánh giá cao dòng lúa TH6 đã có tác động lớn trên cả ba mặt sản xuất, kinh tế và xã hội. Việc triển khai mô hình sẽ từng bước thay đổi nhận thức, phương thức canh tác của bà con dân bản trong việc sản xuất từ lúa rẫy sang lúa nước, hạn chế việc phá rừng. Đồng thời cũng đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trọng Hóa trong thời gian tới tiếp tục khảo sát diện tích đất tương tự trên cơ sở sử dụng lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án để vận động bà con nhân dân nhân rộng mô hình tại các bản lân cận. Những năm qua, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ sinh kế cho các địa phương thuộc vùng đệm nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống cho người dân. Với nguồn vốn của chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Phong Nha Kẻ Bàng đã hỗ trợ trồng cây trồng vật nuôi, xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh, các thiết chế văn hóa cho 94 lượt thôn bản vùng đệm với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Mỗi thôn bản được hỗ trợ kinh phí 40 triệu đồng một năm. Mỗi hạng mục hỗ trợ đều được khảo sát đánh giá để phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và điều kiện thực tế của từng thôn bản, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả, đồng thời gắn công tác hỗ trợ với việc thực hiện các cam kết về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ di sản. Trong những năm qua, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã không ngừng nỗ lực cố gắng vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác cứu hộ bảo tồn, phát triển sinh vật và giáo dục môi trường, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư địa phương và du khách trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Thực hiện nhiệm vụ cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật, đơn vị luôn quan tâm, chủ trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn về công tác cứu hộ động vật, thực vật hoang dã và công tác bảo tồn phát triển sinh vật, nên tỷ lệ thành công trong công tác cứu hộ ngày càng tăng. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận cứu hộ 430 lượt cá thể động vật hoang dã, 1.572 kg phong lan thuộc 25 loài và thả lại môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng 340 lượt cá thể động vật hoang dã, 731 kg phong lan. Tỷ lệ cứu hộ thành công hàng năm đạt trên 90% đối với động vật và 88% đối với thực vật. Công tác cứu hộ động vật hoang dã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. Cái việc cứu hộ động vật hoang dã là hết sức vất vả. Tuy nhiên là với cái tinh thần lòng yêu nghề nghiệp và đặc biệt là cái tinh thần để mà phục vụ cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của vườn quốc gia nói riêng và của Việt Nam nói chung thì anh em làm công tác cứu hộ cũng là nỗ lực cố gắng hết sức mình để thực hiện cái nhiệm vụ được tốt hơn. Trong 5 năm qua, đơn vị đã nhân rộng và sản xuất được trên 32.500 cây giống lâm nghiệp thuộc 80 loài, trồng trên 4.000 cây rừng bản địa, trong đó có nhiều loài quý hiếm có giá trị kinh tế bảo tồn cao như bách xanh đá, dổi xanh, dổi ăn hạt, cây mộc, giảng hương, các loài lan quý hiếm. Việc cứu hộ thành công với tỷ lệ cao đối với động thực vật rừng và việc tổ chức nhân rộng trong rừng bảo tồn đã góp phần rất lớn vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam nói chung và Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng. Ở đây thì nói chung bọn em cũng vừa có chuyên môn, vừa cũng các cái anh em làm đây cũng đoàn kết, cho nên các trung tâm cũng hỗ trợ cho anh em được công tác về công tác phí tất cả mọi cái, thì anh em làm cũng tương đối là khá hài lòng. Từ năm 2016, đơn vị được giao thực hiện thêm nhiệm vụ mới về du lịch sinh thái. Với nhiệm vụ được giao là tổ chức quản lý khai thác điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật. 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức đón và phục vụ trên 146.000 lượt khách, trong đó có 123.000 lượt khách quốc tế. Song song với hoạt động tham quan du lịch, đơn vị đã không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác diễn giải môi trường, giáo dục, nâng cao nhận thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các giá trị đa dạng sinh học của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho cả đối tượng là du khách, học sinh, sinh viên và cộng đồng người dân địa phương. Trước mắt là cái nhiệm vụ đầu tiên mà đơn vị phải làm đó là đưa vào vận hành khai thác cái khu cứu hộ mới để đưa một trung tâm cứu hộ này trở thành một cái khu cứu hộ lớn của khu vực miền Trung và tập trung để mà bảo tồn được các cái loài, đặc biệt là các loài nguy cấp quý hiếm. Thứ hai là cùng với vườn quốc gia để mà khai thác có hiệu quả cái điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật, làm tăng thêm cái giá trị của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Và thứ ba là cố gắng để mà nghiên cứu nhân rộng bảo tồn thêm một số các loài thực vật nguy cấp quý hiếm và phục vụ cho việc bảo tồn và phục vụ cho việc phát triển cộng đồng dân cư của địa phương vùng đệm, nhằm đảm bảo góp phần để mà giảm các cái áp lực của người dân lên tài nguyên rừng của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua sâu rộng, ký kết giao ước thi đua đến từng cá nhân và tập thể của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức phát huy trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những kết quả đạt được, 5 năm liên tục, giai đoạn 2015-2019, đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Đây là động lực để cán bộ viên chức và người lao động của đơn vị tiếp tục gặt hái những thành công mới, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị nổi bật, đặc sắc về đa dạng sinh học của di sản. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 11 ngày 12 tháng 9 năm 2020. Khu vực thị trấn Đồng Lê, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 58 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 57 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đôn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 86%. Khu vực thị trấn Phong Nha, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 36 độ, độ ẩm 57 đến 94%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 62 đến 82%. Khu vực thị trấn Quảng Hau, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 86%. Khu vực thị trấn Kiến Giang, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng nhẹ, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 28 đến 35 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 9 năm 2020, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đến rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, ngày nắng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 98%.